Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng ngày hôm nay ngày 21 tháng 4 là ngày giỗ tổ Hùng Vương, giá vàng SJC trong nước vẫn đảo chiều tăng 150.000 đồng trên lượng. Giá vàng trên thị trường vàng thế giới cũng tiếp tục tăng và hiện tại đang giao dịch ở ngưỡng 1.780 cho đến 1.781 USD trên ounce. Giá vàng đang có những phiên tăng trở lại sau nhiều phiên tăng giảm trước đó. Hiện tại, quy đổi giá vàng thế giới theo giá ngoại tệ tại Vietcombank, 1 USD tương đương 23.170 Việt Nam đồng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 49,71 triệu đồng trên lượng, thấp hơn giá vàng SJC trong nước khoảng 6,09 triệu đồng trên mỗi lượng. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng chiều tối ngày hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2021 được phát trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên chiều tối nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, mở cửa phiên giao dịch sáng ngày hôm nay ngày 21 tháng 4, giá vàng giao ngay giảm 0,11% xuống 1.777,3 USD trên ounce. Giá vàng giao tháng 6 cũng giảm 0,03% xuống ngưỡng 1.777,8 USD trên một ounce. Giá vàng quay đầu giảm trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay vì đồng USD phục hồi tại thời điểm khảo sát chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong sổ tiền tệ, tăng 0,13% lên ngưỡng 91,17 điểm. Nhưng tính cho tới thời điểm hiện tại, giá vàng trên thị trường vàng thế giới lại bật tăng khoảng 4 USD so với lúc mở cửa phiên này là 1.778,35 USD trên ounce. Hợp đồng vàng giao ngay tăng 0,23% và hiện tại vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.782,48 USD trên một ounce. Như vậy, giá vàng đã tăng trong phiên giao dịch ngày thứ ba ngày 20 tháng 4 nhờ lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, theo đó làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lời. Lợi suất trái phiếu Mỹ trong khi chỉ số USD Index tăng 0,2% vẫn ở mức thấp nhất trong khoảng 7 tuần, vàng có khả năng dao động trong phạm vi mới là 1.760 cho tới 1.810 USD trên ounce cho đến khi chúng ta có được một động lực thị trường rõ ràng khác. Chúng ta có thể cần phải đợi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, được viết tắt là FOMC, và xem liệu có sự thay đổi trong lập trường cũng như cách thức các vòng đấu giá trái phiếu tiếp theo diễn ra hay không. Nhưng nhìn chung có nhu cầu, theo ông Tai Wong của BMO nói, FOMC, cơ quan ấn định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ, sẽ tổ chức cuộc họp chính sách tiếp theo từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 4. Vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát, hình thành từ các chương trình kích thích chưa từng có của các ngân hàng trung ương đã có cuộc rượt đuổi vất vả với lợi suất vì lợi suất cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng. Giá vàng vẫn có thể tăng cao hơn vì thanh khoản quá lớn trên thị trường và nó sẽ tiếp tục như vậy trong một thời gian khá dài. Mặc dù sự phục hồi có vẻ khá mạnh mẽ đã xuất hiện ở một số khu vực. Theo nhà phân tích Rona Cornell của StoneX cho biết, về mặt kỹ thuật, việc vàng không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự 1.785 USD có thể khiến nó quay trở lại phạm vi 1.744 cho đến 1.758 USD trên một ounce, theo ông Quang Tao, chuyên gia phân tích kỹ thuật của Reuters cho biết. Về mặt dự báo giá vàng cho thời gian tiếp theo, hiện tại giá vàng trên thị trường thế giới treo cao trong bối cảnh đồng USD đứng ở mức thấp. Chứng khoán thế giới và các đồng tiền kỹ thuật số vẫn hút dòng tiền. Vàng tăng giá so với mức bình thường của tuần trước do căng thẳng địa chính trị cũng như căng thẳng Nga và Mỹ gia tăng mạnh trong thời gian gần đây, đã tăng bị kìm lại sau khi có những dấu hiệu mặt hàng kim loại quý rơi vào tình trạng quá mua. Và hơn nữa, vàng treo cao cũng do đồng USD vẫn đứng ở mức thấp và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm đã hỗ trợ cho mặt hàng này. Sự suy yếu đi của đồng USD tiếp tục hỗ trợ cho các thị trường hàng hóa. Chỉ số đô la index thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 loại đồng tiền chủ chốt khác rơi xuống mức thấp nhất trong 6 tuần. Vàng tăng giá còn do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu tăng lên mức cao nhất của một tháng. Giá dầu Brent giao tháng 6 năm 2021 đã tăng lên gần 68 USD trên thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ, được viết tắt là WTI, giao cùng kỳ hạn cũng lên trên ngưỡng 64 USD trên một thùng. Mặt hàng kim loại quý cũng được hỗ trợ bởi sự suy giảm của phần lớn chứng khoán châu Á trong phiên chiều ngày 20 tháng 4. Quỹ tiền tệ quốc tế, được viết tắt là IMF, vừa đưa ra lời kêu gọi các nhà hoạch định chính sách tiếp tục chi thêm tiền để thúc đẩy kinh tế thế giới. Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh chấm dứt cuộc khủng hoảng y tế hiện nay vẫn là ưu tiên trọng tâm nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế, đồng thời khẳng định cam kết của Mỹ hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Và theo IMF, đã có 16.000 tỷ USD được ghi nhận trong các khoản chi tiêu công toàn cầu trong thời kỳ đại dịch. Đây cũng là yếu tố có thể đẩy lạm phát đi lên và từ đó giá vàng được hưởng lợi. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin của thị trường giá vàng trên thế giới. Tiếp theo của bản tin là một số thông tin của thị trường vàng trong nước được diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2021.
Giá vàng ngày hôm nay ngày 21 tháng 4 tại thị trường vàng trong nước vẫn duy trì ở mức cao và ở một số hệ thống vẫn tiếp tục đà tăng. Cụ thể tại cửa hàng vàng bạc đá quý Sài Gòn giữ nguyên giá vàng SJC ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó tại tập đoàn Doji và doanh nghiệp Phú Quý niêm yết giá vàng tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và tăng 150.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Cùng thời điểm khảo sát, vàng miếng SJC tại hệ thống PNG ghi nhận hướng mua vào không biến động nhưng hướng bán ra tăng 100.000 đồng trên lượng. Hiện tại, giá trần mua vào của vàng SJC đạt ngưỡng 55,50 triệu đồng trên lượng và giá trần bán ra có ngưỡng 55,95 triệu đồng trên mỗi lượng. Các loại vàng nữ trang khác cũng quay đầu tăng theo xu hướng của thị trường. Theo đó, giá vàng 24K tăng 100.000 đồng trên lượng, vàng Tây 18K tăng 70.000 đồng trên lượng, vàng 14K tăng 60.000 đồng trên lượng theo cả hai hướng mua vào và bán ra. Để quý vị và các bạn nắm rõ hơn về thị trường vàng trong nước, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên chiều tối nay. Chiều tối ngày 21 tháng 4 năm 2021, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho tới 10 lượng, mua vào 5.543.000, bán ra 5.580.000. SJC Hà Nội mua vào 5.543.000, bán ra 5.582.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.546.000, bán ra 5.594.000. Doji Hà Nội mua vào 5.545.000, bán ra 5.595.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 5.540.000, bán ra 5.590.000. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thông tin giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.